Thưa quý vị, sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã có buổi tiếp bà Fila Mendes Jimenez, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam nhân dịp đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chào đón bà Đại sứ đến thăm Đà Nẵng và vui mừng về mối quan hệ giữa thành phố và phía Tây Ban Nha có nhiều chuyển biến, trong đó có 8 dự án trên các lĩnh vực đang triển khai hiệu quả. Giới thiệu các thế mạnh của Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn bà đại sứ kết nối để các nhà đầu tư Tây Ban Nha tìm hiểu và đầu tư vào thành phố, nhất là về du lịch, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, cũng như tổ chức các hoạt động để xúc tiến phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên. Bà đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha Phila Mendes Jimenez cảm ơn sự đón tiếp và bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của Đà Nẵng đồng thời cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai bên là rất lớn trong đó nhiều doanh nghiệp tây ban nha có thế mạnh về phát triển năng lượng chuyển đổi số phát triển nguồn nhân lực có thể xúc tiến đầu tư vào đà nẵng bà đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối và tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa đà nẵng với các địa phương của tây ban nha nói riêng và quan hệ tây ban nha việt nam sẽ tiếp tục có bước phát triển mới